và khi mà các bạn bỏ ra một số tiền lớn mà các bạn muốn bảo vệ cho thiết bị của mình thì cũng không nên tiết kiệm mua những cái sản phẩm phụ kiện chính hãng bởi vì uh, ngay ở cái đầu không thiên bên cạnh cô này cà phê mình có mua một cái miếng cường lực một cho con cái mắc dán vào một ngày đẹp trời đang sạc pin tự nhiên cường lực vỡ <laughs> chạy hiểu sao thế luôn bị thật và cho các bạn biết nhé các loại cường lực mà bán trăm tám nhập chắc khoảng bốn chục các loại cường lực mà bán bốn các bạn nhập chỉ có 5.000 thôi và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái việc là mua sắm những loại phụ kiện gì nếu các bạn đang một người sử dụng một chiếc iPhone XS Max. Thì mình chia ra rằng là bốn loại nhóm phụ kiện sau đây thì các bạn thì mua thứ nhất là về màn hình cường lực là rất quan trọng bởi vì tiền thay một cái màn hình của chiếc XS Max rơi vào tầm khoảng 8 triệu đồng nên mà các bạn là người không cẩn thận hay làm rớt máy thì các bạn nên mua hai đó chính là các bạn mua ốp lưng ốp lưng này thì tùy mình cá nhân mình thì không thích đeo bao mình thích chân trần tuy nhiên nếu các bạn muốn bảo vệ cho chiếc điện thoại bởi vì cái mặt lưng hay mặt trước đều xước dễ như nhau và cái viền còn xước răm thì các bạn nên mua ốp lưng ba là nếu các bạn có nhu cầu thì nên mua cáp sạc và đặc biệt là củ sạc nhanh dành cho cái chiếc iPhone bởi vì cái mắc có pin rất là tốt nhưng mà với cái củ sạc đi kèm từ thời Napoleon của Apple thì sạc rất là lâu chứ kể cáp sạc thì khá dễ bị đứt và bốn đó là các bạn mua sắm thiết bị audio bởi vì chiếc iPhone X Max chúng ta thì sẽ không có giắc cắm tai nghe 3,5mm mà cũng không đi kèm cổng chuyển luôn thì các bạn có thể mua những cái tai nghe có kèm cổng Lightning luôn hoặc các bạn mua AirPods là đơn giản nhất và chúng ta sẽ cùng đi vào video ngày hôm nay thì ở đây mình đang có chiếc điện thoại của mình mình sẽ vào ứng dụng của Tiki mình sẽ tìm đến cái mục đó là thiết bị số, phụ kiện số và các bạn chọn đến phần phụ kiện điện thoại. Ở đây nó sẽ phân ra bao da, ốp lưng và các thứ các thứ. Để thanh toán thì mình sẽ lựa chọn bằng cái ví điện tử ảo True Money thì mình đã từng có video nói về cái này rồi các bạn thể xem lại. Và chúng ta sẽ chọn vào cái mục đó là WeCard. Đây chính là cái thẻ master mà mình sẽ sử dụng để mà mình có thể mua sắm online mà thay vì nhá các bạn phải đủ tuổi hay là các bạn phải có tiền các bạn ra ngân hàng làm bla bla bla. Rất mất thời gian bây giờ chúng ta chỉ cần cái này thôi và cái thông tin thẻ sẽ có ở đây và các bạn sẽ bấm vào cái mục này nó sẽ hiện ra toàn bộ thông tin thẻ cho chúng ta để mọi người có thể sử dụng để mua sắm online được và ở đây thì mình đã chọn được một cái miếng cực lực dành cho chiếc iPhone XS Max với giá là 299 trăm chín nghìn mình sẽ bấm vào đây chọn mua sau đó mình chọn xem giỏ hàng thì các bạn lưu ý cho mình ấy, là các cái phụ kiện ở trên Tiki là cam kết đều là chính hãng 100% này Từ uh, các sản phẩm như từ iPhone cho tới phụ kiện đều từ các nhà cung cấp đáng tin cậy này À, và các bạn có thể nhận hàng ngay sau 2 giờ nếu quá bận hay thậm chí là cần có ngay Thì các bạn có thể lựa chọn dịch vụ ship nhanh là Tiki Now sẽ nhận hàng nó vòng 2 tiếng Và 7 ngày đổi trả nếu không ưng ý, ý sản phẩm Và tuy nhiên thì loại trừ miếng giám hình mà bạn đã sán lên rồi Thì các bạn sẽ không thể bóc ra và trả cho người ta được Nhưng mà đối với một số cái phụ kiện như là tai nghe các thứ thì được và các bạn sẽ lưu ý là free ship chỉ cần mua hàng trên 150k đối với thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh và trên 250k các thành phố khác gửi miếng dán của mình là 299k lại sẽ được free ship và nhiều chương trình khuyến mại từ Tiki. Các bạn lưu ý cho mình đó là khi mua bất kỳ sản phẩm nào trên Tiki với giá trị hàng từ 200 000 trở lên, thanh toán với thẻ ảo WeCard, Mastercard các bạn sẽ được hoàn tiền ngay 100 000 Như vậy cái này của mình là 300 000 mình sẽ được hoàn tiền xuống là chỉ còn 200 000 đúng cái quota mà mình đang cần bỏ ra để mua cái cực lực. Chỉ 200 000 mà thôi, không hơn không kém. Miễn phí vận chuyển cho chúng ta này. Và mình sẽ thanh toán bằng thẻ quốc tế Master và các bạn lưu ý cho mình là sau khi nhập các cái bước thanh toán đầy đủ thì WeCard còn thêm một cái lớp bảo mật cho chúng ta nữa là nó sẽ yêu cầu mã MSC chính là cái mã mà đang có ở đây và các bạn sẽ bấm vào để lấy được thông tin được mã MSC và các bạn sẽ nhập vào. Cái mã MSC này giống như kiểu là mã OTP mà các bạn hay thấy ở các cái ngân hàng ấy là mỗi lần nó sẽ là một cái mã khác nhau để đảm bảo là nó sẽ không ai có thể sao chép được cái mã này cũng như là lợi dụng lấy cái thẻ các bạn để có thể thanh toán nó còn thú vị hơn một số điều thứ nhất là tiện lợi này thẻ nó tích hợp trên ứng dụng này nên mà các bạn sẽ không sợ ra đường mà phải mang vác cồng kềnh hay là các bạn để quên mất đặc biệt là mình có một đợt mình đi pháp là mình làm mất cái ví của mình mà trong đó có thẻ của mình và nó rất là nguy hiểm trong trường hợp người khác lấy được thông tin thẻ này và thứ hai là an toàn được bảo mật bằng sms otp giống như passcode điện thoại để vào được ứng dụng thì các bạn phải đăng nhập bằng mã pin ai dùng iphone thì có thể dùng vân tay cũng được chỉ khi giao dịch còn phải có mã msc như vừa rồi và như vậy là nó sẽ ít nhất là ba lớp bảo mật chúng ta không sợ người ta hack mất và thứ ba là tạo thẻ nhanh chóng chỉ cần có một tài khoản ví Trumani và có tiền trong ví là có thể tạo ngay và nhận thẻ tính năng này rất tiện bởi vì trường hợp cho những ai mà không có thời gian ra ngân hàng hay là phải chờ đợi lấy thẻ rất là lâu bởi khi bạn muốn mua cái gì đó thẻ thì mình cần thời gian tầm hình như khoảng 7 ngày mình không nhớ lắm đâu thì các bạn tùy theo ngân hàng sẽ có thời gian phát là khác nhau nhưng chắc chắn không thể bằng các bạn mở trên cái thẻ này và như vậy thì cảm ơn anh em đã xem video uh, cái video này thì là nhằm hai mục đích. Một là giới thiệu với các bạn Mastercard của trumani một lần nữa bởi vì trước đây đã từng làm. Thứ hai là chia sẻ một số chương trình Tiki. Thứ ba là quảng cáo và thứ tư các bạn đừng quên click vào link mô tả để ủng hộ cái quảng cáo của bọn mình. Để mình có thể kiếm cơm mua thêm cường lực cũng như các thứ để cho mượn. Nhưng không cái thằng kia nó mượn máy xong ấy làm vỡ màn hình thì chắc là bọn mình đến ốm. Và anh em hãy truy cập vào link mô tả đăng ký và nâng cấp tài khoản trong thời gian diễn chương trình và hẹn lại anh em trong các video lần sau. Lên mạng làm sao để mua được các cái app bây giờ anh ơi, em rất thích mua game này nhưng mà nhà em nghèo lắm không làm được thẻ Mastercard. Bây giờ chỉ cần cái này có làm thẻ được bây giờ đừng có nói nghèo không làm được thẻ nhé.